Khá rồi, ráng thêm chút xíu nữa rồi về. Không biết sáng nay vợ mình ra chợ bán mớ tôm cá đêm qua làm sao nữa. Phải chi mình có ít vốn liếng thì vợ mình đỡ cực, chuyển sang nghề khác thì đỡ cho nàng quá. Ơi, lạ thật, lẽ ra giờ này nàng đã về nhà rồi, chợ thì cũng đã tan. Nàng đi đâu vậy kìa? Thôi, mình vào nấu cơm đợi nàng về vậy. Hôm nay mệt quá, về trước nha. Anh, sao về sớm vậy? Bà chủ làng chết đó. Mai xỉn quá à. Sao vậy, sao vậy? Trời ơi, sao mà về sớm vậy? Mai xỉn quá à. Bộ tiểu nhị nó không có tiếp đãi đàng hoàng hay sao? Không có, cả cái làng này không có quán nào bằng quán của bà hết. Vậy hả? Ừ thôi về hôm nào ghé nha. Rồi, hôm nào ghé. Khách thương, sao tiểu nhị nó tiếp đãi có tốt không? Về trễ vậy? Dạ, con phải nán lại bán hết mớ tôm, phải nài lắm mới bán được. Đã vậy còn bị chóng mặt nên nghỉ một chút xíu. Sao tội nghiệp cô quá ha. Người thì đẹp, trắng trẻo, nõn nà vậy đó, mà bán từng con tôm, con cá vậy đó. Thiệt là xót cho cô vậy đó. Dạ, ai cũng phải làm mà cô. Người vốn lớn thì bán lớn, chứ nhà con thì chịu. Thôi trưa rồi, con đi về. Toàn là gấm vóc thượng hạng, chắc phải của Dương gia mới dùng, chứ người như con không rớ tới được. À mà của ai vậy cô? Thì đây nè, của vị đại gia này nè. Hàng này á, nó chỉ là hàng tầm thường thôi. Anh còn những hàng mà để dành cho những mỹ nhân tuyệt sắc như em vậy nè. Dạ, tôi không có tiền mua đâu ông. Anh đâu có nói bán cho em. Buổi đầu tiên sơ giao, anh tặng cho em nè. Dạ, tôi không dám, tôi chỉ nói chơi thôi. Em có gì đâu ngại, em cứ tới tư gia của anh. Anh sẽ tặng nhiều thứ khác còn tốt đẹp hơn thứ này nữa. Dạ, dạ thưa ông, tôi cảm ơn ông, xin phép ông tôi đi về. Nè, nè. Trời ơi, bà làm tôi hết hồn vậy? Hiểu, cái nhan sắc này đã tàn phai rồi, còn cái nhan sắc kia hả? Có chồng rồi. Có chồng rồi, ai mà tốt phước vậy? Thì cái thằng đánh dặm ở cuối làng đó. Trời ơi, nghèo sơ, nghèo xác à. Thằng đánh dặm ở cuối làng.
Nàng cố gắng ngồi dậy, ta đút cháo cho nàng nhé. Sốt gì mà từ hôm qua đến giờ chưa hết nữa. Đã nói rồi, bán không hết thì thôi. Dầm mưa dãi nắng chi cho sanh bệnh vậy. Chồng ơi, em thấy khó thở quá. Em thấy lạnh. Anh thật là vô dụng. Lẽ ra anh phải giàu có để lo cho em. Chồng ơi, anh chết mất. Vợ, vợ đừng có nói như vậy mà. Anh nhất định sẽ đi kiếm tài lang về chữa bệnh cho em. Chồng đừng có nói dối em. Mình là người có tiền mà mở tài lang thôi chồng. Em lạnh quá. Em lạnh quá chồng ơi. Nàng à, ta phải làm sao đây? Nàng cố gắng lên, ta sẽ đi kiếm thầy lang về chữa bệnh cho nàng. Nếu không có tiền, ta sẽ làm thơ cho người ta cũng được, miễn sao cứu sống được cho nàng. Nàng hãy đợi ta nha, ta đi đây. Lại khổ sở như vậy, không ai giúp tôi, không có người thân bên cạnh, không có ai giúp tôi hết vậy. Không có tiền, không có thuê được thầy lang, tại sao vậy? Các người là ai? Các người là thần tiên hay là ma quỷ? Ta không biết các người là ai. Hãy mau giúp tôi, cứu vợ tôi sống lại đi. Vợ của tôi đã chết rồi. Tôi xin các người mà hãy cứu vợ của tôi đi. Có thật là ngươi thương vợ ngươi tới mức đó không? Dạ, thật lòng là như vậy mà. Còn vợ ngươi thì sao? Nàng ta có thương yêu ngươi như ngươi thương yêu nàng không? Con tin chắc là như vậy. Vì nàng là người chịu thương chịu khó, hôm sớm tảo tần bên con. Vậy cũng chưa chắc à. Nhưng mà dù sao đi nữa, con vẫn muốn sống bên vợ con. Con vẫn yêu vợ con mãi mãi mà. Xin các vị, xin các ông, các thần thánh, hãy giúp vợ con tôi đi. Hãy giúp vợ tôi sống lại đi. Nếu không giúp vợ tôi sống lại, thì hãy cho tôi chết đi. Tôi muốn được ở bên cạnh nàng. Hãy cho tôi chết đi, lẹ đi. Tôi muốn sống được ở bên cạnh nàng. Ông ơi, ông giúp cho ảnh đi. Chứ ảnh cứ nói chết gì con sợ quá à. Thì cứ từ từ, chúng ta phải rào tới rào lui cho chắc chắn chứ. Lỡ sau này ân hận, đúng không ông? Ừ. Nè, cậu, cậu nghe đây. Thật sự thì ta không giúp được gì. Tất cả đó là do cậu thôi. Chỉ có sức mạnh tình yêu của cậu á thì mới cứu được nàng. Có thật vậy sao ông? Cậu hãy ủ nóng cái xác không hồn của vợ mình. Sau đó đó, cậu hãy nhỏ vào miệng của nàng đó, 3 giọt máu của cậu. Rồi sao nữa ông? Sao gì nữa? Vậy là xong rồi. Vậy nghĩa là... Là chỉ sống vậy bình thường đó. Chỉ đơn giản là vậy thôi sao? Được, con sẽ làm ngay. Con sẽ lấy máu của con, cho nàng bao nhiêu cũng được. Nè, nhớ là có 3 giọt máu thôi nha. Không có cần đổ cả chén vào miệng đâu. Nhiều quá, sau này ai dám trả lại? Tôi không cần nàng trả lại. Miễn sao nàng khỏe mạnh sống yên vui bên tôi là được rồi. Yên vui thì nói làm gì? Thôi, cái chuyện đó hạ hồi phân giải đi. Lo cứu vợ đi. Nhớ làm đúng lời ta dặn đó nha. Thôi, chúng ta đi.
ta dặn cậu luôn, ba giọt máu của cậu á sẽ cứu nàng sống dậy. Tức là nàng ta chỉ thiếu cậu có ba giọt máu đó thôi, hiểu chưa? Thôi ta đi đây. Nè. Trời ơi, tôi đang tỉnh hay là mơ đây? Nàng đã sống lại rồi. Thật là kỳ diệu. Tôi đang ở đâu đây? Chàng, chẳng lẽ chàng cũng chết theo em sao? Không, nhà ta phước lớn mạng lớn, đã có thần tiên xuất hiện. Thật sao? Vậy thần tiên nào đã cứu em vậy chàng? Có ba vị thần tiên đã bày cho anh cách cứu em và anh đã làm theo. Chàng đã làm gì? Ta chỉ cho nàng ba giọt máu của ta mà thôi. Vài ngày, nghe đồn là em mắc một chứng bệnh rất nặng, nhưng sao hôm nay anh thấy da vẻ hồng hào, hình như em đẹp ra nè. Xin lỗi ông, tôi phải đi về. Khoan, nghe qua nói vài câu đi. Em đi buôn đi bán đội mưa đội nắng chi cho cực khổ vậy? Kẻ nào là chồng của em đúng là thật vô dụng, chẳng có biết thương hoa tiếc ngọc gì hết trơn. Chỗ của em á là phải lầu son gác tía, chứ ai ở chi cái nhà tranh nghèo nàn như thế. Em cứ đến chỗ anh mà lấy hàng về bán, anh sẽ để rẻ cho em kiếm lời. Ông chịu giúp tôi thật sao? Giúp chứ, làm sao không giúp được. Em cứ suy nghĩ đi, cứ tới chỗ anh, lúc nào anh cũng chờ em hết. Để tôi về hỏi ý kiến chồng tôi. Nhưng dù sao tôi cũng cảm ơn ông. Nè, em cứ tới chỗ qua nghe, qua thành thăm, lúc nào qua cũng chờ đợi em, ngày này tháng nọ, ngày nào qua cũng chờ. Chàng à, mấy ngày nay chợ bán ế ẩm lắm, không buôn bán được gì hết. Thì mình chi tiêu về sẻ một tí chắc cũng đắp đủ mà em. Ý chàng nói trước giờ em không biết chi tiêu về sẻ trong nhà chứ gì? Chàng có biết cái áo này em giá đi giá lại bao nhiêu lần rồi không? Sao tự nhiên nàng lại nói như vậy? Hai vợ chồng của mình cùng làm, trời cho mình sức khỏe, anh nghĩ là chẳng mấy chốc mình sẽ làm lên mà. Mấy chốc nữa chứ, em còn phải chờ đến bao giờ? Em thiệt là tủi hổ khi nhìn thiên hạ ăn trắng mặc trơn, còn mình á lầm lũi từ đầu chợ tới cuối sớm. Ta hồi đó chàng cứ để em tích quách như đỡ khổ. Sao nàng lại nói như vậy chứ? Người ta giàu nghèo đều có số cả mà. Mình tuy nghèo nhưng mà vợ chồng của mình sớm hôm có nhau, mình yêu thương nhường nhịn nhau,
vậy á mà còn hơn thiên hạ nhiều lắm vợ à. Em không cần cái sự hơn mà chàng nói. Chàng nói cái gì thiết thực hơn đi. Em nói cho chàng biết, ngày mai chỉ còn đủ gạo nấu ăn một bữa thôi đó. Từ ngày nàng hết bệnh tới giờ nàng khác xưa nhiều quá. Chàng cứ nói thẳng ra đi. Chàng chán em rồi phải không? Nàng, ta không ý như vậy. Nàng, ba vị thần tiên đây rồi. Thật là phúc đức khi ai được gặp ba vị. Phúc đức thiệt không? Dạ phúc đức thiệt chứ. Chị cải tử hoàn sinh, vợ chồng con mang ơn ba vị rất là nhiều. Ủa chị có khỏe không anh? Dạ khỏe à. Ủa mà chị đâu rồi? Sao anh đi một mình? À, chắc là nàng đi quay quẩn đâu lên thôi. Làm sao vậy? À, chuyện là gì? Thật ra vợ chồng của con cũng có chút gây nhau. Nhưng mà chuyện nhỏ thôi, chắc không sao đâu ạ. À anh ơi, em nghe người ta đồn rần rần lên á là ở làng bên á có đám cưới á, mà cô dâu là người của làng mình, đẹp như tiên vậy á. Anh có biết không? Em nghe kể là chị ấy được cho nhiều trang sức, ngọc ngà, châu báu. Thiệt là nản quá. Cái lòng dạ con người thật khó lường ha. Nhưng có vợ phải đích thân mình chăm sóc lo lắng nha. Thôi cái chuyện này không phải của mình, đi về mới giấu. À khoan khoan. À, vậy người con gái đó tên là gì vậy? Tên là Bông hay là Hoa gì á. À đúng rồi, chị ấy tên Hoa đó anh. Hoa? Hoa là vợ của tôi mà. Vậy bây giờ họ đang ở đâu? Dạ ở cái nhà bự nhất ở làng kế bên á. Nhà bự nhất ở làng kế bên. Hoa! Hoa ơi! Không ai vợ mày đâu đó mà tìm. Tôi biết vợ tôi đang ở đây mà. Vợ ơi, anh đừng cản tôi chứ. Tôi muốn gặp vợ của tôi. Vợ mày đâu đây mà tìm, đi ra. Nếu mấy người không cho tôi gặp vợ của tôi sẽ đốt căn nhà này. Mày dám? Chuyện gì? Mà chuyện gì âm sầm vậy tụi bay? Dạ bẩm ông, có người muốn. Chánh ra. Mày muốn cái gì? Hãy trả vợ lại cho tôi. Ở đây không ai bắt cóc vợ mày hết á, mà là thuận mua vừa bán. Ai thuận mua vừa bán? Chính ông là người ép vợ của tôi. Tao không có ép vợ của mày. Tao nhắc lại một lần nữa là thuận mua vừa bán. Dạ. Dạ. Hãy về với anh đi vợ. Dạ.
duyên phận vợ chồng mình đến đây là hết. Chàng đi về đi, đừng gây ra phiền phức nữa. Đúng là vợ tôi thuận ý theo người ta. Mày nghe rõ chưa? Tại sao vợ có thể nói được những lời này? Anh không tin. Anh không tin. Có phải chính ông ta đã ép em nói những lời này không? Được, anh sẽ giết ông ta. Buông ta ra! Mày tỉnh hồn lại đi. Người ta không cần mày nữa. Mày về đi. Nè, mày nhìn lại mày đi. Mày không xứng đáng với bà chủ của tao. Về đi. Vậy là sao? Anh không hiểu gì hết. Tại sao? Tại sao em có thể bỏ anh lẹ như vậy? Tại sao đồng tiền có thể làm cho em thay đổi như vậy hả? Qua. Em có lỗi với chàng. Em mắc nợ chàng. Nhưng em không thấy vui sướng khi ở bên cạnh chàng. Xin chàng, hãy để em ra đi. Em xin chàng đó. Ta sẽ không để cho nhà ngươi thiệt thôi. Ta rất sòng phẳng. Em hãy cho ta biết em nợ nần hắn bao nhiêu để ta thanh toán. Nợ? Em còn biết là em còn nợ anh nữa. Em có biết là tại vì sao mà em sống lại không? Em có biết vì sao không? Em biết. Em sẽ trả lại cho chàng. Không. Ta không cần. Ta không cần. Ta không ngờ đồng tiền có thể làm cho nàng thay đổi nhanh như vậy. Em hãy đi theo ông ta đi. Đi theo ông ta đi. Ta không cần nữa. Ta sẽ là người ra đi. Đứng lại. Em sẽ trả lại cho chàng đúng ba giọt máu cứu tử ngày xưa. Chàng nhận hay không nhận, em cũng phải trả. Không được, nè nghe. Không được. Em trả lại cho chàng hết. Đừng không nói nữa. Chàng hứa. Trời ơi, chỉ vì ba giọt máu mà phải biến thành mũi suốt đời luôn á. Tội nghiệp thiệt. Con hiểu á, vì sao mà ông Tám không cho tụi con gái vô rồi đó. Kinh dị quá à. Xong rồi, người vợ đẹp đã biến thành con mũi. Vậy ông cháu mình về đi con. Dạ. Dạ. Từ từ tí để thằng Bảo nó suy nghĩ. Bà làm một hồi á, nó mà mất trí nhớ là tụi mình thành quái vật luôn đó. Mà chắc chắn đây không phải là chuyện tấm cám rồi, chật bét hết rồi đó. Em thấy mình gớm như con quỷ vậy đó. Đúng rồi, năm con quỷ mà từ đâu ra vậy ta? Chuyện hả? Ông nói cái gì? Ông định chịu thua rồi hả? Bình tĩnh đi, phải có một tình huống hay ai đó đi qua thì tôi mới suy nghĩ được chứ. Thôi mệt quá, nằm xuống ngắm trời đi tụi bay. Trời tối rồi kìa. Sao không ai đến cho tụi mình hỏi thăm hết vậy? Bà khùng á, ta ló mặt ra cho bạn thịt hả? Con mình cũng đau lòng xót dạ quá. Trời ơi, con mất ăn mất ngủ bao nhiêu ngày ông biết không? Con
không biết hai vợ chồng mình có tội tình gì mà con nó bị vậy đó. Bây giờ mình chịu khó mình đi chùa mình cầu cho con đi ông ơi. Sao tự nhiên con gái mình tự nhiên đang đẹp cái mặt cái gì nó lọt nguyên cái bánh cam bự chào á đây. À, bây giờ tôi mới nhớ ra. Sao? Trong nhà này cũng có một con nhỏ bị cái bú nữa. Vậy gì vậy? Ông bà đừng nói nhỏ là con rơi tôi nha. Đúng, ông làm cái gì mà bây giờ con đó nó giống y con mình. Trời ơi, bà dở ghê vậy mà cũng nói tầm bậy tầm bạ nó được nè. Con gái mình đã bị cái cục bên đây rồi. Bà thấy ra đường người ta nhìn nó người ta cười, bà thấy nó tủi hổ không? Rồi tôi với bà cũng nhục nhã luôn chứ sung sướng gì. Rồi tôi thấy cái con nhỏ này nó bị cái cục bên đây. Thôi kêu nó về nó ở đỡ đi chơi chung đó. Người ta nhìn à con mình có cục này, nó có cục bên kia. Người ta không có để ý bà hiểu không? Trời ơi, dở ơi là dở. Vậy mà tôi không nghĩ ra đứa bên phải, đứa bên trái đi ra đường xấu điều. Đó. Thành ra người ta không để ý đứa nào là đứa bởi nào. Bởi vậy không, con mình tuy rằng nó xấu nhưng mà được cái nó hiền. Nó nết nè. Nó phi mi. Nó đoan trang. Nó đầm thắm. Đúng rồi. Hiền chưa ai hiền bằng con của mình. Cái làng này tôi thấy không có ai bằng con. Hiền độc nhất vô nhị. Em là ăn cái chai ăn dạ. Em cho heo ăn đi. Trời ơi. Cô chủ. Con à, con. Cái gì vậy? Con gái à, cái gì? Con. Chắc tại nó nóng quá. Lâm à. Ông kêu con. Lâm. Dạ. Bị tắm chưa Lâm? Cái gì vậy? Tự nhiên hỏi con ta tắm chưa là sao? Muốn gì nữa? Hồi đó tắm chưa rồi sạch sẽ dắt cô chủ đi chơi. Trời mệt bà ghê gì cũng vậy bà không? Có vậy mà khỏi tắm con ơi. Khỏi tắm cũng đẹp rồi. Để gì cho nó hôi để cô chủ con tắm xịt dầu thơm. Còn con để vậy con đi. Hay cho tôi mong đó. Ăn quá. Thêm cái này nữa. Để cho chắc ăn luôn. Tôi nói cho mày ngay một cái này nha. Bảo đảm con mình đi với con lắm nha. Là con mình thành tiên luôn. Cái gì? Cái gì? Ông nói tôi. Qua đây. Đây là con mày bảo đảm đẹp như tiên luôn. À hen, có lý. Trời ơi, trời ơi, quá được. Quá hay. Được không? Lũng à. Dạ. Đem cái nồi nào có lọ nhiều cho ông nha con. Lẹ lên đi con. Để đây. Lạc lại. Rồi xong rồi vô kêu thằng Tét ra trong giường tỉa ba cái cây không? Hai anh em làm khá nghe giỏi ông thưởng. Ông này ba cái mặt nó cũng đủ. Giờ thì sao? Bà mừng trước đi. Bây giờ dĩ trái cây qua cho bà rồi đi, đến đây cho tôi. Tôi ngồi tôi ngắm nghĩ coi thử được không nha. Con à, bà nói con nghe, bây giờ con ra đường, con đi chơi á. Tiểu thư đài cát là đều phải vẽ mặt, vẽ mày nó mới đẹp nghe không con? Để bà vẽ cho con nghe không? Con đứng im để bà vẽ cho đẹp. Con đi ra đường ai cũng nhìn con, bà bảo đảm. Người ta không nhìn con là không phải là bà. Nha, đứng đây em cho bà quét cho đẹp nha con. Con đây cưng. Xong chưa? Dạ. Đâu. Con qua con đứng với cô. Đi đâu đứng đây con. Đúng rồi. Đi chơi hai con cháu chơi xứng lắm. Trời ơi. Nó đem. Coi chỗ. Coi chỗ. Bà chủ mới trang điểm cho con á. Đẹp. Vậy mới đẹp. Ấm luôn. Sao? Con đi chơi con. Đi chơi đi con. Đi chơi. Đi chơi đi con. Nhớ dắt đi hết nguyên cái chảo luôn cho con gái.
từ nãy tới giờ không tìm được cái bông cái hoa nào cho cô chủ hết đó. Chắc tối nay phải ngủ lại trong rừng quá. Chứ về mà không có gì, cô giật mình giật mẩy, khổ cả nhà nữa. Trời chán quá đi. Sợ mình nha. Mình là người, không phải là ma đâu. Ủa sao chị nói vậy? Trời ơi, tưởng gì mà chị không sợ tụi em thiệt phải không? Tại vì tụi em cũng đâu có sợ chị đâu. Ai nhìn thấy chị họ cũng hét lên rồi bỏ chạy hết á. Họ nói là quỷ nhìn thấy chị còn sợ nữa. Vậy tụi em thấy chị có sợ không? Chị tên là Lắm. Mình chơi chung nha. 1, 2, 3. Yeah! Chặt cây dừa, trừ cây bông, cây tầm phong, cây mi lau, cây nào cao, cây nào thấp, cây mi dâm, u hòn, con chạy, mẹ dạy con nghe, bụi cỏ ngóng che, ba về mưa nắng. Vui là vui, chị hát hay ơi là hay vậy á. Chị ơi, lúc nào chị cũng vui vẻ với mọi người xung quanh hả chị? Việc gì mà mình phải làm người khác buồn hả em? Chị chỉ sợ là người ta không vui khi thấy chị xấu xí quá thôi. Chứ chị không có ngại mang niềm vui đến cho mọi người đâu. Tại á, em thấy á, chị bị... À không, cô Tiểu Thư bị... À không, lộn hoài à. Cái con quỷ này lộn xộn quá. Thế tao, chị Lắm ơi, chơi chị thiệt là vui, còn tốt bụng nữa. Ủa mà chị đi đâu vô rừng một mình vậy? Chị đi hái hoa cho cô chủ của chị. Mà nãy giờ không tìm thấy hôm qua nào hết trơn á. Trời ơi tưởng gì. Chị đợi đây đi, tụi em đi kiếm cho. Chị đưa cho cô chủ chị nữa. Mấy ba mấy em nha. Nhưng mà chị có chắc là chị sẽ quay lại đây chơi tụi em không? Chắc không. Chơi tụi em vui lắm. Chị sẽ quay lại mà. Không được. Chị phải để vật gì ở lại làm tin. Chị đâu có gì làm tin đâu. Có. Có gì? Cục bố. Tụi em sẽ lấy cục bố để làm tin. Khi chị quay lại tụi em sẽ trả cho chị. Là sao? Xong. Chị có thể về nhà được rồi. Ủa cục bố chị đâu rồi? Chị đi về nhà lẹ đi. Tụi em chỉ giữ thôi, không có lấy đâu mà chị sợ. Đúng rồi, chị về đi mà. Cảm ơn tụi em nhiều nha. Chị về nha. Cảm ơn tụi em nha. Ê,
giờ làm gì với cục nợ này đây? Dục ha? Không được, còn xài nữa đó. Mày trên cây lại đi Bình, chốc lát mình dùng lại đó. Quay qua bên trái. Dạ. Khoan, quay qua bên phải ông coi coi. Dạ. Mất thiệt. Rất là đẹp. Mất tiêu. Mất tiêu luôn, không còn một miếng nào nó xíu luôn. Kiếm phòng gà luôn. Bởi vậy ngộ ghê. Con à. Dạ. Bà nói con nghe. Con thấy hồi xưa tới giờ á, mà có ông bà nào á thương con như ông bà này nhà này không? Thương con nhất nhà luôn. Con á, có cái gì á là con cũng có cái nấy. Đúng vậy đó. Nè, con nhớ không? Dạ. Cái áo của cô mặc có 3 năm mà bà còn cho con nữa đó. Nhớ không? Rồi á, cô ăn cái gì rồi là con ăn cái đó. Thấy không? Cô ăn gà là con cũng ăn gà. Đúng không con? Thành ra bây giờ con biết tình thương của ông bà bao la vĩ đại như vậy rồi. Bà thương con ha, y như là cô, không khác chút nào hết. Cho nên á, bây giờ con nói thiệt nha con. Dạ. Con nói sự thật nha con. Dạ. Kể hết cho ông bà nghe. Con hứa nha con. Dạ con hứa. Đó con nói đi, con kể đi. Tại sao con mất cái cục bú rồi? Dạ. Chuyện là vậy nè ông bà. Ừ. Chắc chắn là chuyện nó như vậy không? Dạ đúng. Ông nói cho con biết nha, nếu con mà nói một lời gian dối trong này nha, ông sẽ cho mấy người hương cả tống cổ con ra khỏi làng, đóng căn con, cắt cái mỏ con, móc hai cái lỗ mũi con, cọt hai con mắt con, cắt hai cái lỗ tai luôn cho mày khỏi nghe luôn. Đó là phải là thiệt như vậy không? Dạ thiệt. Kể lại cho đàng hoàng coi. Dạ, chuyện là vậy nè. Nó kể hai lần mỗi cổ muốn chết. Tôi cũng muốn chết luôn. Thôi được rồi. Thôi con đi vô là. Lắm. Dạ. Đi tắm đi. Tắm gì tắm hoài à? Tắm cho nó mát. Được rồi ông bà. Nói thiệt đó. Đúng rồi. Tôi với bà mua kế rõ ràng không? Đúng. Bà dùng lời dịu ngọt dụ dỗ nó. Đúng. Tới tôi nặng nhẹ la mắng đòi đấm trăng nó, mà nó nói cũng vẫn y hệt như vậy. Đúng luôn. Vậy là sự thật gì? May mắn cho con gái mình rồi. Đúng rồi, nãy giờ tôi đang mừng. Mà nó tới cục này. Đúng rồi, nó đẹp nhất trong làng luôn. Nó đẹp giống như tôi hồi đó vậy đó. Trời, tôi mệt quá. Con. Dây cưng. Ra đây. Trời ơi. Ra đây, ra đây con. Hồi nãy giờ á, ở trong buồng con có nghe cái gì chưa? Dạ nghe. Rồi. Giờ đó là con phải đi vô rừng sâu, rừng xa thật là xa. Vô tới đó con cái gặp năm con ma. Và con phải ngồi ở cái gốc cây đa. Rồi con nghe nó ca hát bài kinh đó. À. Và con phải múa lâm ba đa. Lúc đó con sẽ thành con hồ. Đó không phải. Nhưng có một ngày sẽ ra mình. Và con nhớ là đừng có la. Và sau đó thì... Đứng mặt mày giống con ai? Cái gì? Cái gì vậy?
người là gì mà tôi phải sợ chứ. Da nhon đâu? Đi vô đây coi. Ê, chơi sao kỳ vậy? Đâu có ai làm gì đâu, tự nhiên kêu gia nhân vào đây. Tôi nghe con Rắm kể hết rồi, mà tôi không ngờ mấy người lại xấu thế như vậy, còn dơ nữa. Bà này á, bà điên rồi hay sao tụi bay? Chán quá, không mất thì giờ nói chuyện nữa. Bây giờ có biết múa hay biết hát hay không? Nếu biết thì nhập bọn chơi. Múa hát hả? Cái đó ai chả biết, nhưng mà bà có điều kiện đó nha. Làm gì có điều đó. Con Lắm nó nói gì mà quên mất tiêu rồi. Hát thiệt hay, rồi tụi nó sẽ giữ lại cục bố. Giờ hát đúng không? Yeah. Chị ơi, sao chị không thân thiện như chị Lắm vậy? Ai cũng thương chị Lắm hết á. Nè, có lấy cục búa kia ra không? Lẹ lên, để tao còn đi về nữa. Bó tay bà này. Ê Bảo, mà cục búa hôm qua đâu rồi? Ý chết, mất rồi kìa. Nó vẫn chỗ cũ đó, có ai lấy đâu mà mất. Từ Bình Bảo ơi. Chị Lắm á, tuy xấu người nhưng mà tốt nết. Bây giờ chị may mắn là lấy được cái búa xấu xí đi. Nhưng mà nếu mà chị đó vẫn còn xấu xí á, thì đâu ai xa lánh chị Lắm nữa đâu. Ngay như bọn quỷ xấu xí như tụi em mà chị Lắm chỉ còn chơi không ngại ngần gì nữa. Là sao? Mấy người bắt tôi phải giống mấy người hả? Cô lấy cục búa cho tay không đi Bảo. Nhanh lên. Trời ơi, bà này dễ sợ thiệt đó. Lấy cái búa làm chi trời? Thì lấy cái búa để làm tin. Ai cần gì ở chị mà phải làm tin? Tao không có biết. Mấy người phải lấy cái búa cho tao. Lấy lẹ lên đi. Lấy ngay. Đúng là ngang ngược mà. Cho phải thêm cục búa nữa đi. Thôi đừng. Nghĩ lại thấy cũng tội. Con gái đâu có ai muốn vậy đâu. Tội? Tội cái gì chứ? Tôi đi về, tôi không chơi mấy người nữa. Tôi hỏi tội con Lắm, dám lừa đảo ta. Gia nhân đâu? Lẹ lên. Thôi đủ rồi. Mẹ đừng bỏ con. Con cũng là người mà. Con à? Con là con của mẹ hả? Mẹ sanh ra con hả? Trời, tôi nhớ là tôi đâu có chồng đâu. Mà tôi cũng đâu có đi lấy ai đâu. Mà sao lại đẻ ra cái gì kỳ cục vậy? Trời, đừng có nhát tôi nha. Tôi sợ lắm, tôi lại nha. Mẹ cứ gọi con là sọ dừa đi. Mẹ sinh ra con cũng là căn duyên. Mẹ không nhớ sao? Mẹ không nhớ buổi trưa trên đồng đó sao? Mệt quá. Sao mình khát nước quá vậy đi? Giữa đồng giữa xá vậy nước đâu uống giờ? Kiểu này chắc mình chết khát. Về nhà mình thì xa nữa, mà không về rồi sao kịp giờ làm giờ cho ông bá hộ, chứ ông trừ lương mình nữa. Còn động lại nước mưa.
nhớ rồi. Cái buổi trưa hôm đó đó, tôi đi ra ngoài ruộng, tôi làm ruộng xong rồi tôi khát nước quá, tôi uống một cái gáo dừa. Tôi thấy dễ chịu lắm. Thì ra con được sinh ra từ đó hả? Như vậy thì con ở đây với mẹ nha. Cảm ơn mẹ. Con sẽ đi làm phụ mẹ. Con yêu mẹ lắm. Mẹ được về sớm hả? Con đã làm xong cơm cho mẹ rồi đây. Ủa, sao mẹ kỳ vậy? Hay là ông bà á hộ la trách mắng gì mẹ hay sao? Sao hôm nay mẹ có vẻ buồn quá vậy? Mẹ đâu có buồn đâu con. Mẹ thương con quá à. Con biết mẹ phải chịu nhiều đàm tiếu không hay khi sinh ra con, nhưng mẹ đừng buồn. Sẽ có ngày con báo đáp công ơn cho mẹ. Thiệt tình đó, mẹ sinh con ra mẹ đâu bao giờ nghĩ tới chuyện là con phải báo đáp công ơn của mẹ đâu. Mẹ chỉ buồn đó, là con đó, mang một cái hình hài quái dị như vậy đó. Thành ra không có thể ra ngoài để chơi với chúng bạn được. Mẹ ơi, nếu mẹ không ngại, mẹ cho con đi ra ngoài đi. Con đi làm phụ mẹ với. Trời đất ơi, nghĩ sao mà con đòi phụ mẹ làm việc vậy? Tay chân không có. Tại sao mà đi ra ngoài đường được? Mẹ cứ xin ông bà bá hộ cho con đi làm đi. Ông bá hộ nói rồi đó. Ông hỏi con á, có chăn trâu được không? Vậy hả mẹ? Con mừng quá. Sao bây giờ mẹ mới nói? Bây ráng ăn cho giỏi nghe chưa? Cày cho tốt để ông bá hộ thấy tao làm việc siêng năng, ông bá hộ khen tao. Ăn cho giỏi đi, rồi á tao thổi sáo cho tụi bay nghe. Được rồi, có người tới, ta phải chui vô sọ dừa thôi. Đợi chị với mà em. Đi nhanh đi, nắng quá nè, đem dắt đi. Mệt quá. Tới chưa vậy hai? Chị nói nghe nè, em á, em phải đừng có nói ai biết nha, cứ theo chị ha. Chị nói thiệt á, chị không có hề muốn chị trở thành một người chị độc ác chút nào hết. Đúng rồi. Trời ơi, thiệt tình làm người ác khó quá à. Em cũng đâu muốn vậy đâu. Thôi, cục cưng ráng nha. Cục cưng ráng đi theo chị nè. Chị thiệt khó để làm người ác. Em cũng vậy, em ráng theo chị nha. Thiệt tình mình hiền từ đó giờ tự nhiên làm ác khó quá à. Dạ đúng rồi. Sở Dư ơi, Sở Dư! Trời ơi, sao chị trở mặt nhanh vậy? Trời, chị ráng lắm em. Chị ráng dễ sợ luôn đó. Sở Dư ơi, Sở Dư! Ra đây!
Dạ, có sọ dừa. Trời ơi, sọ dừa nhìn ghê quá chị hai ơi, giống quỷ quá à. Em giống lại trời ơi, đừng có bỏ chị một mình. Chị em nói nghe nè, hay là mình để đồ ăn ở ngoài bìa ruộng này đi. Em thấy ghê quá à. Sọ dừa, đi ra đây nè, lấy đồ ăn ăn. Cái chị em tôi không có vô đó để phục vụ tận nơi đâu nghe chưa. Mệt quá đi à. Dạ, cảm ơn cô hai, cô ba. Trời ơi, nhìn sợ quá, không hiểu sao cha mình nó để đi mướn cái loại người như vậy. Sợ quá à. Em, kể từ ngày mai á, chị em mình á, đừng có đem ra chứ, để cho con Út nó đem ra. Trời ơi, cứ nhìn cái này á, chị chết còn sướng hơn. Thôi, đi về. Thì em đi đâu vậy, nhà mình đường này mà. Em quên. Hai cô về bảo trọng nha. Trưa mai gặp lại ha. Mà bà Châu của anh Trăng á cũng sởn sơ mạnh khỏe nữa. Cha mẹ tôi cũng phục anh lắm á. Vậy sao? Cô Út quá khen rồi. Mà cô Út đứng gần tôi như vậy, cô Út không ngại hả? Ngại gì? À, tại tôi dị hợm, ai nhìn tôi á cũng hoảng sợ hết. Tuy á là trời sinh anh ra không có được may mắn, nhưng mà anh vẫn chăm chỉ làm việc. Tôi lại càng nể anh chứ. Tôi mang cơm cho anh nè. Dạ, cảm ơn cô Út. Cô vừa đẹp người mà đẹp nết nữa, khác xa với hai người chị của cô. Anh đừng có giận hai chị của tôi nha. Thôi, tôi về đây. Dạ, tôi không có giận đâu. Cô về bảo trọng nha. Sọ dừa, con sao vậy? Sao mấy hôm nay mẹ thấy con hình như có gì lạ lắm phải không? Con không giấu mực mẹ chuyện gì hết á. Hay là con bị bệnh phải không? Để mẹ nói với ông bá hộ cho con nghỉ vài bữa nha. Không, không phải đâu mẹ ơi. Cứ để con đi làm, con thích lắm. Hôm nay mặt mày buồn hiu à. Thôi mà, chú hai mẹ con nè, nói cho mẹ nghe đi. Hãy cái gì á, mẹ lo được cho con á, mẹ lo liền à. Mẹ, con muốn lấy vợ. Trời ơi, con nhỉ. Trời ơi. Nghĩ sao vậy? Dạ thưa ông bá hộ. Sao? Tôi bao giờ dám xúc phạm tới ông đâu. Nhưng mà nói thiệt nha, tôi thương con trai nhà tôi quá, nên tôi mới bạo gan qua đây để hỏi một trong ba tiểu thơ nhà này. Nếu ông bá hộ thương tình thì ông bá hộ chỉ dạy cho tôi đi. Trời ơi, trời buổi bây giờ mà còn có chuyện quan đường nữa. Trời đất ơi, nè nghe cho kỹ nè, nghe dầu cho con trai làng này có chết hết đi nữa cũng không có tới thằng con của bà đâu. Trời ơi cha, thích cưới nhiều nhiều lên cha cho bỏ ghét trời. Đúng rồi, phải công bằng chứ, ai mà thèm lấy cái loại người như hắn.
Chị nói gì mà lạ quá vậy? Còn phải coi ảnh ưng ai trong ba chị em mình chứ. Trời ơi. Chắc ưng Út rồi. Chắc chắn là trời Út rồi. Chắc ưng Út rồi. Thật ra anh sợ dừa anh cũng tốt quá mà. Đúng rồi, anh tốt nên hả? Thôi Út ưng đi. Nói vậy là Út ưng được phải không? Sợ dừa rồi. Chịu lấy sợ dừa đó ba. Chịu. Ô ô. Hai chị con nói vậy là sao con? Dạ. Dạ thưa cha. Con cũng xin thưa thật với cha là con cũng thương anh sợ dừa. Nên nếu mà cha đồng ý thì con cũng xin đồng ý. Trời. Ông Bá Hộ à. Hồi nãy ông Bá Hộ có hứa là nếu một trong ba cô tiểu thơ này mà cô nào chịu á thì ông sẽ gả cho sợ dừa. Ông Bá Hộ à. Ê, chưa. Nói đồng ý nhưng mà tôi chưa đồng ý. Phải không? Còn ý của tôi nữa nè, muốn tôi gả con gái phải không? Dễ thôi, phải mang đủ sính lễ qua đây nè. Một chỉnh vàng cớm, 10 tấm lụa đầu, 10 con lợn béo, 10 giò đủ tâm đó. Chưa hết đâu, phải không? Đặc biệt luôn, con gái tôi phải có cái nhà cho nó ở, kêu thằng xó vừa nhà bà cất một nhà ngói 5 gian, câu đầu bằng bạc, xà ngang bằng đồng, ngày mai phải xong mới rước con gái được chứ. Trời ơi mười tấm lụa đầu, 10 con lợn béo, 10 giò đủ tâm đó. Chưa hết đâu còn nữa, con gái tôi mà, thấy không, đâu phải ở cái nhà tầm thường được. Bà kêu á thằng sọ vừa nhà bà cất một căn nhà ngói 5 gian, câu đầu bằng bạc, xà ngang bằng đồng, ngày mai phải xong mới đưa con gái tôi về được chứ đó. Sọ dừa, con của mẹ đây. Con là sọ dừa, có thiệt con là sọ dừa không? Dạ, con chính là sọ dừa đây. Mẹ, con nhà này ở đâu vậy? Dạ, nhà này là nhà của hai mẹ con mình đó. Sau khi cưới được vợ và thoát khỏi lớp sọ dừa, chàng quyết tâm tu chí học hành, báo đáp cho mẹ trước khi bà qua đời.
Chẳng bao lâu sau, Sọ Dừa đã thi đỗ trạng nguyên và được triều đình trọng dụng. Tuy nhiên, niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì Quan Trạng phải lên đường đi sứ theo chiếu chỉ của vua ban. Không yên tâm để vợ trẻ ở nhà một mình, Sọ Dừa đã giao lại cho vợ những vật dụng tùy thân. Với lời dặn dò khi nguy cấp, hãy lấy ra sử dụng. Và đã đúng như điều chàng đã lo ngại phòng xa. Út ơi Út! Cô Út có nhà không cô Út ơi? Út có nhà không Út ơi? Ủa? Chị hai chị ba? Con chào hai chị. Trời ơi! Lâu quá không gặp em. Dạ. Hai chị qua thăm. Dạ. Rồi rủ đi chơi. Rủ em đi chơi hai chị. Dạ. Thiệt tình á, là em chỉ muốn ở nhà thôi, không muốn đi đâu hết á. Ừ, mà chồng đi vắng rồi ở nhà chứ cho buồn. Đi chơi tụi chị đi. Đi chơi tụi chị đi vui lắm. Mình đi ngắm hoa sen nở nè, vui lắm. Đúng rồi, đi chơi đi. Dạ, thôi, cũng lâu rồi chị em mình chưa đi ra ngoài. Vậy hôm nay em sẽ nghe lời hai chị. Trời, Út dễ thương quá à. Dạ. Ba chị em mình đi ha. Dạ, mình đi luôn nha chị. Ủa, sao đi luôn được? Em không chuẩn bị gì sao? Dạ, đi ra ngoài có chút xíu mà cũng phải chuẩn bị gì nữa hả chị? Trời ơi, Út này, lâu lâu mình đi ra ngoài đường á, mình phải chuẩn bị thật là tươm tất, phải xinh xắn, phải trang điểm thật là đẹp. Với lại mình phải đem theo cái vật tùy thân nữa. Nhưng mà em có gì quý giá đâu để mà mang theo. Trời ơi, cô Út này kỳ quá à. Không lẽ cái ngày Quan Trạng đi đó không có dặn cô Út cái gì hết hả? Quan Trạng đi không có dặn gì em sao? À đúng rồi, hai chị chờ em chút. Ủa mà sao hai chị biết? Thì chị đọc truyện rồi. Không có, đi vô chuẩn bị đi. Dạ, hai chị chờ em chút nha. Út ơi, nhớ đem theo một con dao và một cục đá đánh lửa. Và hai quả trứng. Hai người chị đã rất tâm hãm hại vì quá ganh tị trước hạnh phúc của cô em. Họ rủ cô em lên thuyền cùng đi chơi rồi bỏ lại cô một mình giữa biển khơi không mái chèo, không lương thực. Thuyền bị đắm, cô Út bị một con kình ngư nuốt chửng. Nhớ lời chồng dặn trước lúc đi xa, cô rút dao gạt bụng kình ngư, khoét lỗ tìm cách chui ra. Cá chết tấp vào một đảo hoang. Cô lên bờ tự xây sở với hòn đá đánh lửa, tự tìm cách nuôi sống mình. Hai cái trứng đến ngày nở ra hai con gà, một trong một ngoài, bầu bạn với cô ngày ngày. Tội nghiệp quá trời ơi. Cô Út phiền hậu như vậy á, thế nào cũng được trời thương phật độ, không có sao đâu. Úi, chuồn được rồi đó. Chị nói vậy là sao? Còn sao nữa? Trời ơi, đứng đây một hồi á, người ta dí người ta đánh chết. Quan Trạng đi với em Út về, hai ba chạy. Là tôi sợ á, nay mai chúng ta qua đời hết rồi, con nó biết nương tựa vào ai? Con mình nó giỏi giang như vậy, giữa đồng không mong quạnh như vậy, mà nó gầy dựng được một ruộng dưa tươi tốt như vậy, bà còn lo gì nữa? Mọi việc đều có cơ duyên của nó. Con xin cha mẹ đừng lo nghĩ cho con tự xoay sở được mà. Cha, mẹ, đừng có buồn nữa nha. Ủa sao anh thấy em bo đâu hết vậy? Rồi sao bảo? Đành chờ hết chuyện vậy mới biết được. À, có khi nào em bo hoàng tử không? Trời ơi, hoàng tử khóc nhè á.
chủ nhân của ruộng dưa ơi, giữa chúng hoang sơ đồng trống như vậy, ta vừa khát vừa mệt, ta xin bạn mấy người cho ta xin một quả dưa, sau này khi quay lại đây ta sẽ hậu tạ vàng bạc. Ta nghĩ người sẽ không từ chối đâu. Tâu Điện Hạ, bọn thần đã đắc tội với Điện Hạ vì đã để Điện Hạ lạc nơi quan sơ đồng vắng như thế này. Xin Điện Hạ quay gót, đã có chúng thần hộ tống về. Tất cả là do ta, hai người không có tội gì hết. Mà cũng chính nhờ như vậy, ta mới phát hiện ra được nơi quan sơ đồng trống như vậy lại vẫn còn một ruộng dưa xanh tươi, sai trái. Theo ta nghĩ, chủ nhân của ruộng dưa này chắc chắn phải đảm đang, giỏi giang, xinh đẹp lắm. Xin Điện Hạ quay gót, vì nơi đây là chốn quan sơ đồng vắng, kẻo nơi đây là có chốn yêu ma quỷ quái. Người gì đâu mà kỳ cục, dưa của người ta trồng công khó vậy mà ăn bỏ mướn. Thật. Còn Bảo ra sân trước mà ngon làm cái gì? Ở đây coi coi Bo có trong chuyện của Tất không? Mấy đứa ơi, mấy đứa, tụi Bo có ở trong nhà coi không? Dạ, thưa ông ngoại. Tụi con ở đây rồi, Bo đâu? Dạ, thằng Bo nó đi cái gì mà ấp úng, nó đâu? Nó đi với bạn Bảo ở ngoài. Vậy hả? Con dạ. Kiếm Bo, kêu Bo vô đặng bà ngoại cho uống sữa nha. Dạ. Bên bên nó mấy Bo Bình ơi. Tôi tìm ngoài thấy Bình ơi. Gì? Về ăn cho ông ngoại. Bo đâu? Đúng rồi, Bo đâu Bảo?
Bo đi với chú với Hoàng Việt đó không? Dạ đúng rồi. Mà nó ơi, con thấy em Bo. Mà nó ơi, thấy em Bo. Rồi cái gì mà thấy em Bo mà. Còn ông nghe nói là thằng Bo nó đi với hai đứa con mà nó đâu rồi? Đúng rồi, Bo đâu rồi? Dạ, nó ở đằng sau kìa ông. Thôi vậy thì con kêu nó vô đi, tặng bà ngoại cho uống sữa. Dạ. Mấy em nữa là bể mánh rồi. Thôi, ở đây cũng có, trong chuyện cổ tích cũng có, giờ sao giờ? Không biết Bo ở đâu nữa. Ê, hay là mình quay lại cái ruộng dưa đi ha. Lỡ ông Bo nó nhỏ xíu gì nào, cái xong nó núp dưới lá sao, ai biết được. Bà nghĩ sao vậy? Theo tôi nghĩ á, là Bo chưa được sinh ra, giống như trong chuyện khiếu phụ năm xương á, nhớ không? Đúng rồi đó. Thôi, giờ mình vô chuyện cổ tích, chờ nàng Út sinh ra bé Bo đi. Một, hai, ba, nàng Út! Sau lần ăn hết miếng dưa dở dang của vị hoàng tử để lại, nàng Út thấy trong người mình bỗng dưng khác lạ, bụng mang dạ chữa mà không biết vì sao. Nàng hạ sinh được một bé trai kháu khỉnh, lớn nhanh như thổi và rất ngoan. Ê, Bo kìa! Bo! Bo ơi, Bo! Bo! Bo ơi, Bo! Bo giỏi quá! Bo à, em làm con của cô gái búp bê đó đó, em có biết không? Bo nói phải biết nghe chưa, lần sau mới chơi đi chơi á. Làm con của nàng tiên với hoàng tử, xuống muốn chết, còn đòi gì nữa? Ý chết, có người tới kìa. Mình đi đi. Một, hai, ba. Nơi này 4 năm trước ta đã ghé qua đây. Đúng rồi, một sự tình cờ thật thú vị. Chủ nhân ơi, người có ở đây không? Ta chắc chắn là phải có ai ở đây thì mới duy trì ruộng này xanh tươi quanh năm suốt tháng được. Bẩm bệ hạ, đằng kia có một đứa bé kia kìa. Con ơi, ôi một bé trai đẹp tựa tiên đồng. Con ơi, con là con của ai? Tại sao ở đây một mình vậy? Mẹ con đâu? Bẩm bệ hạ, xa xa đằng kia có mái nhà tranh, chúng ta hãy tới đó hỏi thử xem. Giống quá, giống bệ hạ quá. Có nguyên ma lẫn quất đâu đây hết. Nghe trong gió có tiếng gì thì xào ghê quá mày. Điện ai? Bẩm điện hạ, xin điện hạ lưu gót điện hạ. Mẹ của đứa bé này không có ở đây. Ta sẽ mang đứa bé này về cung, nhưng đừng nghĩ tưởng của ta. Các người thấy như thế nào? Bé đứa bé chúng ta. Xin ngài hãy dừng bước và hãy trả con lại cho tôi. Ai đó? Ai vừa mới lên tiếng đó? Tôi là mẹ của đứa bé. Có thật là mẹ của đứa bé không? Nếu như nàng là mẹ của đứa bé thì hãy ra gặp mặt ta đi. Như vậy thì ta mới tin được. Xin ngài đừng làm khó tôi. Ở nơi chốn quan du này chỉ có hai mẹ con bầu bạn. Tôi xin ngài hãy để con lại cho tôi và hãy đi đi. Nàng hãy ra gặp ta đi. Nàng ở đâu? Ra gặp ta đi. Tôi đây, tôi đứng sau mọi người đây. Mọi người hãy nhìn xuống đất. Xin thiên hạ, ma, đừng lại gần. Chẳng lẽ nàng là... Tôi chính là mẹ của đứa bé. Vậy cưng ơi này, là của nàng hả? Có đúng vậy không? Vâng, chỉ một mình tôi thôi. Vậy còn cha của đứa bé? Tôi...
Tôi không biết. Từ từ vô đi. Vậy tại sao đứa bé lại giống tôi như lúc? Nhất định đó là con của tôi. Ông trời đã ban con cho tôi. Hèn gì tôi gặp nó, cảm xúc trong người tôi dâng tràn. Dù thế nào đi nữa thì xin ngài cũng hãy lui gót. Ở nơi chốn quê mùa này không xứng với ngài đâu. Ẩm đi hả, xin điện hạ về tao lại với cha đi ạ. Các người về trước đi, ta sẽ ở lại đây với mẹ con này. Điện hạ, hoàng thượng đã cầu hôn công chúa A Lao cho ngài rồi. Hậu à, đây không phải là cuộc hôn nhân đơn thuần mà là hạnh phúc của Hoàng Nhi, mà nó cũng là sự ban giao giữa hai nước đó. Thôi bệ hạ, thiếp biết, nhưng chuyến đi di hành này của Hoàng Nhi con ta sao mà lâu quá, không biết có chuyện gì xảy ra không? Cấp báo, dạ dạ cấp báo. Trời lại có chuyện gì nữa đây? Trời đất ơi, dạ mừng tâu, dạ bọn thần có tội, xin hoàng thượng thứ tội. Thôi, trời ơi, con cái bổn đó làm hoài, có chuyện gì nói đi. Dạ, một chuyện rất là kinh thiên động địa, hại hùng lắm, dạ xin bệ hạ. Dạ, hoàng hậu hãy bình tĩnh à. Chuyện gì hãy nói nhanh lên đi. Dạ, số là như vậy, dạ, bọn thần hộ chiếu hoàng tử. Cái gì mà hộ chiếu? Dạ, quên hộ giá hoàng tử. Dạ, đi vào một nơi đồng trống. Ôi, một cánh đồng thật là trống kinh khiếp quá. Và nó có bông xanh, bông trắng, bông đen, rồi lại bông ơi là bông. Thôi xanh rồi. Dạ, thôi. Ca hát tới sáng chưa hết câu chuyện đó. Dạ. Có chuyện gì nói mau đi. Dạ, cuối cùng, dạ bông nó kết hoa nở trái. Trời ơi, nguyên một rẫy dưa. Dạ, trái nào trái nấy bự như vậy. Dạ, hoàng tử hái dưa. Dạ, cái hoàng tử mới xẻ dưa. Dạ, cái hoàng tử mới tách dưa. Dạ, hoàng tử mới ăn dưa. Ôi, nó ngọt. Nhà ngươi làm ta thèm quá. Dạ. Thôi, có chuyện gì? Ngươi cứ nói đại ra đi. Dạ, bẩm hoàng thượng và hoàng hậu cùng chuyện kinh thiên động địa nữa. Chuyện gì mà kinh thiên? Dạ, tự nhiên có một chàng trai, một cậu bé giống y tạc như là hoàng tử luôn. Khôi ngô tấn tú, mặt mày thanh tao, giống y như đôi mắt nè, giống cái mũi nè, giống cái mũi cười có duyên nè. Nhưng mà tại sao chàng cứ biết? Dạ, em nghe quân sĩ nói lại. Quân sĩ nói gì người đâu có đi theo đâu mà biết. Dạ, nhưng mà quân sĩ nói giống y như là đúc. Rồi từ đó hoàng tử mới nhận cậu ấy là con của mình. Con? Dạ. Cái chuyện của cậu bé chưa có ghê lắm đâu. Cái chuyện mẹ của cậu bé mới thật là rùng rợn hay. Cái gì mà rùng rợn, nhà ngươi kể cho ta nhanh lên. Dạ, mẹ của cậu bé, trời ơi, đúng là ma quỷ hiện hình cám dỗ hoàng tử. Vậy là chết con ta rồi hậu ơi. Nhưng mà người đó có mắt không? Dạ có mắt. Có mũi không? Dạ có mũi. Có miệng không? Dạ miệng có luôn. Trời ơi, vậy đâu phải là quỷ ma, là người. Đặc biệt luôn, nàng ta chỉ có chút xíu mà thôi. Trời ơi, như vậy là quái nhân rồi, hậu ơi, quái nhân rồi hậu ơi. Dạ trời. Thưa bệ hạ, chưa đâu. Nàng ta có thể đứng trên lòng bàn tay, cười nè, nói nè, ca hát nè. Ôi, ghê sợ quá. Thật là quái nhân. Dạ. Ta không cấm thái tử tam thề tứ thiếp. Dạ. Mà ta không thể để cho thái tử lấy một hàng yêu tinh ma quỷ quái vậy được. Dạ. Hãy dám. Dạ có dám. Hãy tới đây chưa? Đưa thái tử về cung cho ta. Dạ xin tuân lệnh.
gia bấm hoàng thượng. Bấm cái gì nữa? Rồi có đưa nàng Út đó về không à? Không. Dạ không. Hoàng thượng ơi, vậy là chết hoàng nhi của ta rồi hoàng thượng ơi. Có thánh chỉ tới. Cha ta truyền lệnh, các ngươi phải long trọng đón ta trở về. Nhưng điện hạ không được đem yêu tinh đó về. Yêu tinh nào? Xin điện hạ xá tội. Ý của vua cha không chấp nhận một con dâu có ngoại hình kỳ dị như vậy. Vua cha của ta không bao giờ có ý nghĩ hồ đồ như vậy. Đó là những ý nghĩ đơm đặc bia chuyện của bọn ninh thần. Ta sẽ đường đường chính chính dắt vợ con ta về. Bởi vì vợ ta mà đáng mặt hiền thê, đoan trang hiền tục. Các ngươi nghe rõ chưa? Bo, em hoàn thành sứ mạng đi, rồi chúng ta kết thúc chuyện rồi đi về. Chứ không tàn hình lâu quá không trở lại được như cũ bây giờ. Ừ, làm đi Bo. Nhanh lên đó. Ừ, làm đi Bo, nhanh lên. Chàng hãy đưa thiếp và con về diện kiến vua cha nha. Hiền thê ơi, xin điện hạ mau về cung, hoàng thượng sẽ đẹp lòng. Tội nghiệp cháu tôi, đêm hôm qua ở nhà có một mình hả? Đi đâu mà lâu quá vậy? Con ở nhà một mình sợ quá à. Chắc chu ngoan của ngoại. Bà ngoại đi làm rồi gói bánh tét cho người ta. Làm xong mới được về con. Ở nhà thì cứ ngủ sớm đi. Thì hết sợ hả con? Con nhớ ngoại con ngủ không được. Mà sao ban ngày ngoại lại đi làm, tối ngoại còn đi làm nữa? Ngoại phải đi làm để kiếm tiền nuôi Tích Chu nữa chứ. Mẹ ơi, mấy đứa bạn của con đứa nào cũng có cha mẹ mà sao con không có vậy? Cha mẹ tụi nó đi làm nuôi tụi nó. Còn con thì sao ngoại lại đi làm nuôi con? Cha mẹ con đâu sao không đi làm nuôi con hả ngoại? Con lại đây với ngoại. Ừ. Con có biết không? Cha mẹ con á ở xa lắm. Ở suốt ở trên trời lận. Cho nên không nuôi được con đâu. Mà ngoại phải nuôi con. Con cho ngoại đi làm nữa đâu, ngoại già rồi, làm cực lắm. Ngoại biết Tích Chu thương ngoại, nhưng mà Tích Chu phải nghe lời ngoại nha. Dạ. Thương ngoại con mới về. Bữa nay không đi làm hả ngoại? Ngoại mệt chút con ơi, ngoại nghỉ chút con. Mà trời nắng chang chang á, à con đi đâu không chịu ở nhà. Con đi thả về con, sợ nắng luôn ngoại. Bụng mà ngoại bị bệnh hả? Bụng mà bệnh chút à. Rồi con ơi Tích Chu, con đi tìm cho bà một nấm lá bưởi với về nhà vườn mình lấy ít xả để ngoại làm nồi xong, ngoại xong chắc là khỏi không nghe con ha. Vậy là đi hái lá bưởi phải không ngoại? Con qua bà Tám á, con xin cho bà. Dạ con biết rồi, con đi nha ngoại. Để con đem con về này trả cho thằng Tế xong rồi con lấy lá bưởi cho ngoại nha. Tích Chu ơi, Tích Chu ơi, cho ngoại miếng nước con ơi. Tích Chu ơi, cho ngoại miếng nước. Tích Chu ơi, cho ngoại miếng nước. Tích Chu, Tích Chu ơi, Tích Chu ơi. Ôi trời, nó trời.
tại như mày nói ổi không? Hái ở đâu? Hái nhà ông ba á. Trời ơi, ổi chín ngon lắm mày ơi. Nhà ông ba hả? Thôi, ông dữ lắm, ông hay xua chó ra rắn cho mình. Bữa trước tao với mày bị mà chó ruột chạy muốn chết luôn. Mày không nhớ hả? Bữa nay á, tụi mình không có hái trộm nữa. Ông ba nó ổi chín nhiều quá, rụng cũng uổng. Cho tụi mình hái thoải mái luôn. Không ơi, mấy đứa kìa, nó hái nhanh lắm. Tao mày đi đi. Ừ, đi. Nhưng mà không được, tao phải đem nó bữa này về cho ngoại tao. Người tao bị bệnh rồi. Ngoại mày bị bệnh hả? Vậy giờ sao giờ? Ổi chín nhiều lắm, ngon lắm á. Mình mà không tới tụi nó hái hết luôn á. Vậy thôi đi lẹ cũng được. Đi. Ờ vậy cũng được, tao mày hái cho ngoại ăn luôn. Chết chưa ơi, Chích Chu ơi, cho ngoại miếng nước. Chích Chu ơi, Chích Chu, cho ngoại miếng nước. Chích Chu ơi, con đi đâu rồi? Ngoại gác nước quá. Chích Chu, Đức Chúa, Đức Chúa, Đức Chúa. Ê mày, công nhận ổi ngon thiệt luôn ha. Đúng rồi. Thôi, tao về nha. Ừ, đi. Tao đi á. Ngoại đây. Ngoại ơi, ngoại. Là ngoại đây, Tích Chu ơi. Tại sao ngoại lại là con chim? Sao ngoại lại biến là chim vậy ngoại? Tích Chu ơi, ngoại khát nước quá, ngoại phải biến thành chim để bay đi tìm nước. Thôi, ngoại đi đây. Con lại đâu? Nhưng tại sao ngoại lại biến thành chim vậy cô? Tại sao mà ngoại lại bỏ con hả cô? Tại vì ngoại con bị ốm nặng và rất khát nước. Trong khi đó con lại mãi mê ham chơi, không về chăm lo cho bà. Vì quá kiệt sức, bà đã hóa thành chim bay đi mất, sẽ không về với con đâu. Cô ơi, giúp con đi cô. Tại con ham chơi không về coi chừng ngoại.
ơi, mau giúp con diệt biến ngoại lại thành người đi con. Con biết lỗi rồi con ơi. Ta không thể giúp ngoại con trở thành người lại được, nhưng ta chỉ có thể có cách chỉ cho con thôi. Cô mau chỉ cách cứu ngoại đi con. Mau chỉ đi con. Nghe này Tích Chu, nếu muốn cứu được ngoại, con phải đi lấy nước ở từ suối thần về cho bà uống. Đường đi rất xa xôi và hiểm trở. Liệu con có đi được tới đó hay không Tích Chu? Dạ được. Chú xa xôi hiểm trở có sẽ quyết đi. Để đến được dòng suối thần mang nước về cứu ngoại. Con mau chị đưa cho con đi con. Con hãy xòe tay ra, ta sẽ ban cho con cái lọ này. Và con hãy tới dòng suối thần đựng vào trong để cho ngoại con uống. Khi uống xong, ngoại của con sẽ trở thành người lại như xưa. Ngoại con uống nước, ngoại con sẽ trở lại thành người. Ngoại sẽ trở về với con đúng không cô? Đúng rồi Tích Chu, ngoại con khi uống xong sẽ trở thành người quay về với con. Con cảm ơn cô Tiên nhiều lắm. Con sẽ đi ngay, cô mau chỉ đường cho con đi cô. Nghe này Tích Chu, đường đi rất xa xôi và hiểm trở. Con hãy xòe tay ra, ta sẽ tặng cho con 3 nhành liễu tiên. Khi gặp khó khăn, con hãy lấy chúng ra nhé. Chúng sẽ giúp con. Hãy nhớ là khi nào cần kiếp sử dụng thì con hãy lấy chúng ra nhé. Chúng sẽ giúp con vượt qua khó khăn. Con hãy nhớ kỹ lời ta dặn khi đến được dòng suối thần. Bây giờ ta sẽ nhờ bầy chim dẫn đường cho con đi. Cứ đi theo chúng sẽ tìm được nơi con cần đến. Con cảm ơn cô Tiên. Tao với mày đi coi thả gì không Tích Chu? Đồng lắm á, vui lắm luôn á. Mày đi không Tích Chu? Không được, tao phải đi cứu ngoại tao đây. Mà ngoại mày bị cái gì? Mà mày đi cứu ngoại mày ở đâu? Ngoại tao bị biến thành chim rồi. Tao phải tới dòng suối thần để lấy nước thần về cho ngoại tao uống để biến thành người. Thiệt không Tích Chu? Mà dòng suối thần nó ở đâu? Mày cho đi cùng với mày được không Tích Chu? Dòng suối thần nó ở xa lắm, nguy hiểm, mày không đi được đâu. Tao phải đi một mình thôi. Tao với mày là bạn bè mà Tích Chu. Mày cho đi với mày đi, tao giúp mày chút xíu. Không được, chuyện này tao phải đi một mình. Mày giúp tao ở nhà coi chừng ngoại, coi ngoại có bay về hay không là được rồi. Mà tao biến thành chim rồi. Mày thấy ngoại về thì chăm sóc ngoại giúp tao. Thôi là chăm sóc ngoại mày giùm cho. Mày cứ yên tâm mà đi nha Tích Chu. Cảm ơn tí nha. Ở đây là mau, ở đây là
nhỏ kia ngươi từ đâu tới đây? Thằng nhỏ kia ngươi từ đâu tới đây? Đây ta đi cứu bọn ta, các ngươi là ai? Thả ta ra mau! Chúng ta là thần cây cai quản khu rừng già này. Cả ngàn năm nay không ai qua lại nơi này. Tại sao người đến đây phá giấc ngủ của chúng ta vậy? Ta nói rồi, ta đi cứu ngoại của ta. Các ngươi thả ta ra mau! Nó nói gì? Nó nói là đi cứu ngoại của nó. Ngươi đừng có nói láo. Ngươi là một thằng bé hư hỏng ngỗ nghịch. Ngươi dám tới đây à? Dám xâm phạm tới lãnh địa của chúng ta à? Đã vậy thì ngươi đừng không mà thoát khỏi nơi này. Thôi, im đi, nó la kìa. Ôi, nó la sợ quá. Nghe lên lừa cái già xấu xí. Thấy ngươi muốn bắt ta cũng được. À, cái thằng bé này thật là to gan hỗn chuột à. Ngươi có biết á, không bao giờ ngươi ra khỏi nơi đây. Nghe này Tích Chu, đường đi rất xa xôi và hiểm trở. Con hãy xòe tay ra, ta sẽ tặng cho con 3 nhành liễu tiên. Khi gặp khó khăn, con hãy lấy chúng ra nhé. Chúng sẽ giúp con. Nhưng ta có hồ ba giật mày muốn cho các ngươi xem. Nếu mà có thì đưa cho ta coi thử. Ở đạp các ngươi chưa từng thấy bao giờ. Ngươi có báo giật gì mà chúng ta chưa từng thấy bao giờ? Chắc tới đến nơi mà còn lẽ mấy không thấy. Giờ ngươi hãy bảo rằng bọn phụ các ngươi thả ta ra đây. Xong ta sẽ lấy kho báo cho các ngươi xem. Thả ngươi ra để ngươi chạy trốn sao? Đừng quên mau. Ngươi xem đây các ngươi. Đông như vậy mà ta chỉ có một mình. Ta trốn đi đường nào? Nó nói đúng. Nó đã lọt vào đây thì thoát được có bằng trời nha. Thả nó ra đi. Ngươi có báo vật gì? Mau đi cho chúng ta xem. Cứ bình tĩnh, ta sẽ cho ngươi xem. Bắt chân của ta đi. Dòng suối này à. Thì con ngươi là ai? Ta ta là rắn cái. Không hiểu phải không? Nói tóm lại, ta là vợ của ông rắn này. Ta nói cho nhà ngươi biết, hai vợ chồng ta sống ở đây đã được 300 năm rồi. Chúng ta sống ở đây không biết qua bao nhiêu mùa lá rụng. Ta đã từng bò lên cây, tuột xuống đất, bò lên cây. Ta sống ở đây rất vui vẻ. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay, hai vợ chồng chúng ta vẫn chưa có đứa con nào hết. Nó không còn nghe. Hả? Nghe nó nói chưa? Nó là con nít. Bà nói cái gì mà vắn tắt thôi. Làm gì mà leo lên leo xuống là không có con cái gì nó đâu có hiểu. Nói lại cho nó ngắn thôi.
À, tại ở đây buồn quá, không có người để nói chuyện. Lâu lâu gặp nó, nói cho nó nghe. Mà nhà ngươi vô đây làm cái gì? Ta xin một ít nước sứ thần. Hả? Con tránh đường cho ta đi. Ngươi có biết ở dòng suối này có bao nhiêu người đã đến đây nhưng mà không có về được không? Bỏ xác ở đây chỉ còn bộ xương khô thôi. Cảm ơn ông suối, ta chỉ xin một ít nước mà ông cha sao ít chạy dữ hả? Hả? Rắn trong. Nó chửi ông ích kỷ kìa. Nó xúc phạm ông kìa. Nước hoàng à. Nhưng mà ông sao? Hả? Hàng ngày cũng có nhiều người tới nhục mạ ta, chửi mắng ta đủ thứ hồn. Không có sao mà con nhỏ này nó chửi vậy. Cũng vui vui vậy chứ. Ta nói cho nhà ngươi biết, nhà ngươi đừng có tưởng xúc phạm ổng rồi ổng sẽ cho nhà ngươi một ít nước thần hả? Còn lâu. Còn lâu. Coi ổng già già như vậy chứ ổng thông minh lắm mà nghe. Nói vài câu khích ổng, tưởng ổng sẽ tức giận lên, ổng cho nhà ngươi một miếng suối thần hả? Không có đâu con. Ta nhất quyết phải lấy nước suối thần cho bằng được. Có đủ bản lĩnh thì lấy đi, đừng có xí gạt ta hả? Nướng nè. Ngươi sẽ thành bữa trưa của ta. Luộc ra. Rắn chồng. Nó khóc lộ kìa. Bây giờ làm sao hả? Biết bao nhiêu người qua đây dùng thủ đoạn, thấy không? Xí gạt ta để lấy cái đồ đất thần. Thằng nhỏ này nó khóc làm cho lão cũng xúc động quá. Tôi nói này nghe coi. Cái gì? Thằng nhỏ này không phải như mấy người khác. Ồ. Nó âm mưu thủ đoạn. Còn thằng nhỏ này xin mấy giọt nước nặng nó về, nó cứu bà nó thành con chim rồi. Rắn chồng ơi. Ôi. Lâu nay ở dòng suối này nhiều người đến đây xin nước suối thần, nhưng mà toàn là người xấu không à. Họ có nhiều thủ đoạn. Nhưng mà thằng nhỏ này á, nó xin nước về để cứu bà nó sống lại. Tôi thấy nó là người tốt. Ông ơi, nó làm tôi muốn khóc luôn ông ơi. Tôi cũng xúc động quá. Rắn chồng. Dạ. Ông hãy cho nó một miếng nha rắn chồng. Ờ cho nó vài giọt đi. Giờ con đừng nóng, đừng khóc nữa. Ông với bà tính rồi. Cho con vài giọt nước đặng con về con cứu bà con nha. Ông bà cho rắn con chồng. Dạ. Trời ơi, cho nó thì cho nó nhiều nhiều chút đi. Ừ. Cho có vài giọt, lỡ về cứu không được bà nó chết queo luôn rồi sao. Ờ phải à. Cho nhiều đi. Nhiều nhiều. Con, ông bà cho con nhiều nhiều nước đặng con về con cứu bà con nha. Thôi đừng có khóc nữa. Nè, bây giờ muốn có nước cứu bà phải không? Đây nè, đường này con đi thẳng qua ba ngọn đồi, bên kia đồi sẽ có dòng suối thần, còn lấy nước về cứu bà đi. Dạ con cảm ơn bà. Cứu bà con đi thôi ông, con đi. Ôi, nhỏ thấy thương tội nghiệp quá. Thấy thương quá rắn chồng ơi. Thank you.
cho no nha ngoại. Tích Chu đi lấy đốt thần rồi đó ngoại. Chút xíu nữa Tích Chu về ngoại ơi. Ngoại đừng có buồn nuôi con nha ngoại. Ngoại ơi con về đây nè ngoại. Ngoại ơi Tích Chu về rồi ngoại. Từ đó, Tích Chu trở thành một cậu bé ngoan ngoãn, hết lòng yêu thương, nghe lời bà chỉ dạy. Cậu còn chăm chỉ học hành, khiến bà rất là vui lòng. Hai bà cháu sống bên nhau thật đầm ấm và hạnh phúc. Bình nước thần còn lại, phần thưởng cho lòng quả cảm, mưu trí, Tích Chu vẫn giữ lại bên mình. Sau này, cậu làm được rất là nhiều việc, rất có ích giúp đỡ cho mọi người. Nè lại đi ăn nè. Ăn đi rồi mau lớn. Ăn cho mau lớn nghe chưa? Để quan còn thưởng cho tao nữa biết không? Lại đi ăn nè. Cơm đi. Cảm ơn cô. Ơ nè 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 nè. Cô cho tôi hỏi tí được không? Làm chung với cô á cho ông một năm trời rồi mà tôi chưa biết tên của cô. Phận đề tớ mà làm gì có tên đâu gọi. Sao không có tên? Ai cũng phải có tên chứ, như tôi nè thấy không. Mà nghĩ lại tôi cũng đâu có tên đâu. Ba mẹ tôi thì không có, sinh ra gắn liền với mấy con heo này riết á đó. Đó rồi ông kêu tôi bằng heo riết, thành thử ra tên heo luôn. Cô không có tên thiệt hả? À tôi biết rồi, tôi biết cô tên gì rồi. Tên lúc gì? Nào gặp cô á cái tóc cô cũng rối bù lên hết á. Cô tên là chắc chắn là tóc rối. Đúng không? Anh kỳ quá nha, không có chồng quê người ta đó. Để tôi tém tóc qua cho cô nha. Anh kỳ quá à. Quang, trời ơi mày làm tao hết hồn mày thằng quỷ. Con rửa chân cho Quang nha. Ừ. Mốt nói nhỏ nhẹ thôi nha con. Dạ. Quang bị yếu tim mới nghe con. Dạ. Con làm như nãy Quang giật mình á. Dạ. Nhẹ nhẹ thôi nha. Chân của ông nha. Chân Hà, chân Ngọc á. Dạ. Con phải làm nhẹ nhẹ ông mới chịu. Làm mạnh ông không thích đâu. Vậy được không ông? Được, đó là được rồi. Nhột. 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 Trời ơi. Dạ. Mày làm cũng đâu được, cũng sao làm mạnh như vậy. Làm lại. Làm mạnh đi. Mạnh hả Quang? Ừ. Được á, đó. Mạnh tí nó mới đủ đô không? Đúng, mạnh tí, ừ. Mạnh đi. Đô. À, trời ơi. Dạ. Mày muốn giết Quang chết hả mày? Thì không phải, tại Quang kêu mạnh. Mạnh thì cũng mạnh vừa vừa thôi. Chân Quang là chân Ngà, chân Ngọc á. Mày bẻ cho nó gãy luôn đi. Thôi được rồi, con biết rồi, cái này là nghề của con mà.
Ông làm gì ghê quá, ngày nào con cũng rửa vậy. Mày rửa chân ai? Trời ơi, quan hỏi kỳ vậy? Hỏi kỳ là sao? Nguyên cái bầy heo á, quan giao cho con. Quan thấy ông móng con nào cũng nói chần dần như vậy nè. Mà ngày nào con cũng phải chà rửa đi mà cái móng nó sạch. Huống chi ba cái móng này. Thằng quỷ, mày xách cái móng của ông mày so với mấy móng con heo hả? Chừng của quan làm gì quý như vậy? Sao không quý mày? Làm gì? Trời ơi, có ai mà có được mấy cái mục rùi trong chân của quan đâu. Để tao coi. Coi gì ông cho con coi chứ. Mày thấy chưa? Cái gì ông? Mày thấy chưa? Không có thấy gì đâu. Ủa không thấy hả? Cho mày coi lại nè. Thấy chưa? Thấy. Đó, chỉ có mày mới được thấy đâu. Trời đất ơi. Mày bị khùng hả mày? Mày cười gì? Trời ơi, Quang, Quang. Ủa, tưởng gì ba cái mụt rùi này con cũng có vậy? Mày đừng có phát láo nha mày. Con thưa với Quang là con có nhiều hơn, bự hơn, đẹp hơn luôn. Nhiều hơn Quang? Dạ. Bự hơn Quang? Dạ. Đẹp hơn Quang? Dạ. Mày xạo mày? Ăn nói hoàng thiên hả mày? Còn có nói xạo đâu. Nè, Quang không tin, Quang coi đây nè. Đó. Thấy chưa? Con có nói xạo Quang đâu. Mà Quang cứ vậy hoài. Thôi, con đi tắm heo đây. Ê! Là biểu! Gì nữa Quang? Mấy mục này mày có hồi nào? Hồi nhỏ Quang, sinh ra đã có rồi Quang. Lúc đẻ ra là đã có rồi. Dạ. Mấy mục này con có cho ai coi? Không. Tại vì á, con thấy Quang thương con nè, cho con ở nhà Quang, con mới cho Quang coi chứ ai mà dập lưng lên cho người khác coi. Đúng không Quang? Đi. Dạ. Đi tắm heo đi. Dạ. Con đi nha Quang. Mày là quỷ chứ không phải là người. Mình có ba mục rồi mà mình đã làm quan rồi. Thằng quỷ này nó có 9 mục. Nó sẽ làm tôi. Đầu mày ơi, chú con cũng có thấy mà chạy đầu đâu. Mày nói móc tao hả mày? Tao có tóc đâu chạy đầu. Nãy giờ con đang làm gì? Nấu cơm hả? Thấy còn hỏi gì vậy? Ờ ha, mình cũng ngu nữa. Thấy là hỏi gì? Tự hỏi rồi tự trả lời. Ông nhìn gì vậy? Nè, ông đừng có nói là hỏi người làm đâu hết. Để mà ông có ý đồ với tôi nghe không? Nhìn tôi vậy á, chứ là qua đã có chủ rồi á. Ông đừng có mon men tới tôi nha. Mày bị khùng hả mày? Tao gì để cho mày? Chết còn sướng hơn. Mày có thấy thằng heo đâu không? Cha chuồng heo kiếm. Ờ ha. Sao tự nhiên mình hỏi nó gì chi? Là ông nói nghe nè, ông cho con này nè. Nè. Thôi con không có nhận đâu. Ông á đừng có dùng tiền tài vật chất mà mua chuộc nhân cách của tôi. Tuy là ở đợ đó nhưng mà tôi cũng có nhân cách của tôi á. Mày bị khùng hả mày? Tao mua chuộc mày nào? Bới chén cơm này cho ai ăn hả? Anh heo. Anh heo? Anh heo của mày chứ. Của tao là thằng heo. Trộn gì vô đó vậy? Có bổ. Trộn cho thằng heo nó ăn. Sao tự nhiên ông tốt với anh heo quá vậy? Đó là chuyện của ông. Ông thương nó. Con nghi ngờ ông lắm nha. Mày mà lép xép á nha. Coi chừng ông ha. Cầm cái tô này ra đưa cho thằng heo nó ăn. Nhớ lời ông dặn. Đưa cho thằng heo chứ không có đưa cho mấy con heo. Biết không? Còn chịu đi nữa. Hãy
như vậy là mình đã thành công. Ai biểu, ai biểu cha mẹ mày kéo sanh cho mày nhầm cái ngày, miếng con người của mày toàn là một ruồi không. Mà người ta gọi là một ruồi quý tướng hả con? Sau này mày làm vua chúa, tao trở thành người hầu của mày hả? Còn lâu đó thằng heo. Để tao cho mày ăn nha. Ủa? Cảm ơn cô. Heo ơi, heo ăn là heo chết đó. Heo ơi heo, heo ăn là heo chết. Mà heo không ăn thì heo cũng chết đó. Mấy cái lá đó có gì đâu mà chết. Mấy cái lá đó nó ăn hàng ngày mà. Heo ơi, heo đừng có ăn, heo ăn là heo chết đó. Sao hả cô? Tôi nói á thì tôi cũng chết. Mà bây giờ tôi không nói á thì tôi cũng chết. Tại tôi lo cho anh á. Nhưng mà tôi không hiểu. Anh đi trốn đi. Đi trốn liền đi. Mà nhưng Quang bỏ thuốc vô trong cơm cho anh á. Dặn tôi là không được nói, nếu không là giết chết tôi luôn á. Nhưng mà sao kỳ vậy? Sao Quang bỏ thuốc vô cơm của tôi? Tôi không có biết. Bây giờ anh đi trốn đi. Nhưng rồi còn cô thì sao? Chắc tôi cũng sẽ trốn đi về quê luôn. Chứ ở đây hả? Con người độc ác quá à. Nhưng khi đi rồi á, chừng nào mới lại gặp được cô? Cứ quyết định vậy đi. Bây giờ tôi sẽ trốn ha. Rồi cô cũng sẽ về quê đi nha. Nhưng mà sau này á, khi mà gặp lại á, cô nhớ là để cái mái tóc rối y như vậy nha. Chứ thật sự là tôi vẫn chưa có nhìn kỹ cái mặt của cô đâu. Sao không chị? Dạ không sao. Người đó là chồng chị đó hả? Dạ chồng tôi. Họ bắt chồng chị đi đâu vậy? Quân lính triều đình họ bắt chồng tôi đi phu. Chồng tôi bệnh nặng mà họ vẫn còn bắt đi. Trời ơi trời. Cho
chồng ơi, chồng coi con, chồng ơi. Có chuyện này nữa hả ta? Mình quần quật suốt ngày ở nhà, chẳng biết trời cao đất rộng là gì hết. Anh tự do rồi, các anh có thể đi được rồi đó. Ừ, các anh có thể đi được rồi. Nè, có chuyện gì hả mấy em? Dạ, mới có quánh lộn đó anh. Dạ, đúng rồi đó anh. Nè, sao tụi em dám đánh quân triều đình vậy? Dạ, phải rồi. Dạ, đúng rồi. Vậy là quân phiến lộn đúng không? Đúng rồi. Phải không? Em. Chuyện dài lắm anh. Mà anh đừng gọi tụi em và những người này là quân phiến loạn. Nói đơn giản là tụi em hợp sức lại chống cái bất công và cái ác. Dạ đúng rồi, chiến đấu vì chính nghĩa đó anh. Chính nghĩa. Chúng ta là những kẻ chống lại quân triều đình, quan lại thối nát. Chúng ta đem lại công bằng cho xã hội, cho những người nghèo khổ, cô thế, bị áp bức. Đem lại công bằng đến cho xã hội. Tôi sẽ đi theo các em. Tôi cũng vậy. Thả tôi ra. Im. Tôi làm theo lệnh của triều đình đó mà. Im đi. Làm gì từ sáng tới giờ, mệt muốn chết. Mà không có ai tiếp hết. Mà nghĩ cũng ngộ thiệt á. Thầy nói là thầy nằm mơ, có thằng Nhân Bách Bảo á, là nay mai sẽ có thiên tử xuất hiện lại chùa này. Mà sao á, đợi từ sáng tới giờ không thấy ai xuất hiện hết ta. Cho con hỏi có ai trong chùa không ạ? Chào chú Tiểu ạ. Mô Phật. Dạ. Dạ thưa chú Tiểu, con hiện tại bây giờ con không có nơi nào tá túc hết á. Con xin phép chú Tiểu cho con được vô chùa này tá túc được không ạ? Cái gì con làm cũng được hết á. Con siêng năng lắm, con làm lụng cái gì cũng được hết á. Bắt con làm cái gì con làm cũng được hết. Được Mô Phật. Vậy thí chủ cứ vào trong bạch với thầy ta xem sao. Dạ. Bực mình, mấy ông không có thương tôi hả? Mấy ông đứng ở trên đó hưởng lộc của bá tánh thôi à. Còn tôi làm cực khổ gì nè. Mà nghĩ cũng lạ, có cái việc vệ sinh của mấy ông mà mấy ông cũng không làm được nữa. Bắt tôi làm. Đứng cao vậy ao la cho tới. Giỏi thì ngồi xuống đi. Ngồi xuống thấp thì tôi mới lao được chứ. Đúng không? Ừ, đó, ngồi như vậy đi cho dễ lao. Theo như lời con nói thì người tên heo này không phải tầm thường. Dạ, ý của thầy là sao? Người có thể cho thần nhân báo mộng cho ta đón tiếp. Người có thể sai khiến được thánh thần. Ngoài thiên tử ra thì còn ai nữa?
là tên heo này sao thầy? Thời buổi loạn lạc như thế này, biết ai là ai mà tin hả thầy? Nhìn hắn dơ như heo, lại lang thang vô nghề nghiệp, không lẽ hắn lại có số chân mệnh thiên tử sao thầy? Chân mệnh thiên tử là chuyện sau này, còn việc bây giờ nhà chùa không thể chứa chấp hắn. Giữa thời buổi loạn lạc trôi nổi, ngoại công nội kích, phe này phái nọ, chưa biết ai thắng ai. Nếu như ta chưa chấp hắn, ta sẽ mang tội âm mưu tạo phản. Lúc đó chùa chiền sẽ tan hoang, điên lỵ không biết bao nhiêu người. Ta phải tìm cách mời hắn đi mới được. Kiến quá nhiều cảnh đời bế tắc trong xã hội, heo quyết tâm chạy lên núi gia nhập lực lượng khởi nghĩa chống lại triều đình. Chàng theo họ đánh cướp kẻ giàu có quyền thế, phân phát lại cho dân lành, chịu nhiều áp bức. Dần dà heo lập được nhiều công trạng, được mọi người tin yêu và tôn chàng lên ngôi minh chủ của họ. Tiếng đồn về một vị thiên tử mới ra đời, mang trong mình chân mạng đế vương lan xa. Người người đổ về đầu quân dưới trướng. Heo tự xưng vương, lập triều đình của mình, đánh đông dẹp tây, thu cơ nghiệp về một mối. Kẻ thù của chàng run sợ khi nghe tên, và chàng cũng giữ lại cái hỗn danh ngày xưa của mình, vua heo. Kia, cô là ai mà tại sao dám đứng đây chặn đường xa giá của vua? Dạ bẩm, tỳ nữ xin được yết kiến đức vua. Nhưng mà cô là ai để ta bẩm báo lại? Dạ, tỳ nữ là người quen cũ, đức vua gặp chắc sẽ nhớ. Có chuyện gì vậy? Cô là ai? Dạ bẩm, không biết là ngài còn nhớ tiện nữ không ạ? Tóc rối là cô à? Không, là nàng mới đúng. Ta không ngờ gặp nàng ở đây. Nàng đứng dậy đi. Tiện nữ đi theo ta đi. Ngày xưa có ông già Trần nhà giàu, vợ chết sớm, chỉ có độc một đứa con trai. Đứa con trai giống người xấu nết, đần độn, lại là tay chơi bời liêu lỏng, không chịu học hành gì cả.
thấy con không lo nói nghiệp nhà, ông lấy làm buồn phiền, sợ của cải của mình sẽ có ngày đội nón mà đi. Nghĩ vậy, ông cất công đi tìm cho con trai một người vợ khôn ngoan đảm đang, mai ra ngăn chặn được thằng chồng và bảo vệ cơ nghiệp của ông. Tới mình cao quá, cô giáo mình tới. Dạ, mấy trái chín á, tụi nhỏ nó hái hết rồi. Bây giờ còn trái xanh không à. Bà đem về nhà ít bữa nữa nó chín nha. Cảm ơn con nha. Cảm ơn con nha, bà về nha. Ông là người từ xa tới hả? Phải. Ông mệt và khát nước lắm đúng không? Con mời ông ăn khế nha. Cảm ơn cô gái, ta không ăn. Ta chỉ muốn tìm mua hai vật. Chẳng hay cô gái giúp ta được không? Ông cần mua hai vật gì? Một nắm gió, một bó lửa. Thấy cô gái là người có đủ đức hạnh, khôn ngoan, đảm đang hiếm có, nên ông quyết định trở về nhà sắm sửa lễ hỏi cho con trai làm vợ. Nhưng từ ngày có vợ, con trai ông lại càng thêm liêu lỏng, thường bỏ nhà đàn đúm với bọn vô lại. Lâu lâu lại trộm tiền của ông tung vào cuộc đỏ đen. Dần dần, ông buồn phiền thành bệnh. Trước khi chết, ông kêu con dâu đến dặn dò. Này, cha gần đất xa trời, chồng con nó là cái thằng phá gia chi tử, cơ nghiệp này chỉ còn lại một sớm một chiều mà thôi. Cha thương cho con xấu số. Từ lâu cha làm ăn, cha dành dụm được một hũ vàng, cha chôn ở sau giường. Con nhớ đừng cho chồng con biết. Nếu sau này chồng con nó thật sự ăn năn hối cải thì con hãy đem ra giúp nó làm lại cuộc đời. Nhớ, nhớ lời cha ơi. Đứa con trai sau khi cha qua đời lại càng chơi bời mặt sức. Người vợ khuyên lơn cầu khẩn hắn cũng chẳng nghe, lại còn phủ phàng với vợ. Nhiều lần vì cản trở hắn đánh đập vợ không tiếc tay. Tôi nói cho cô biết, kể từ ngày hôm nay á, tôi từ cô. Cô muốn làm gì thì làm, tôi với cô không còn là vợ chồng nữa. Giấy tờ tôi chuẩn bị xong rồi, bây giờ là cô người tự do rồi đó, muốn làm gì thì làm.
Người con dâu họ Trần sau khi bị chồng đuổi xua từ bỏ, nàng đổi họ thay tên, tìm đến một trấn mở một ngôi hàng nước. Chị ơi, lái bộ nữa à? Em ráng đợi chút để chị xin người ta cho bánh nha. Dạ. Cô chú ơi, em con nó đói quá, cho con xin cái bánh nha. À, em ơi, em ơi, em ơi, em ơi, em ơi. Không nỡ nhiệt con quá vậy. Em ơi, em ơi, em ơi. Cô chú ơi, em con nó đói quá, nó xỉu quá. Cô có bị sao vậy? Từ nãy nó rồi, chạy nốt mấy nữa đi. Lấy lấy cho nó cái bánh đi chị. Con cái nhà ai mà để đói khác vậy? Con sao vậy? Sao con? Tội quá. Sao hai con nè? Nhà ở đâu mà sao lại lang thang rác rưởi như vậy? Cha mẹ hai con đâu? Nàng tập tành buôn bán hàng cấm, số vốn của nàng càng lớn ra. Vì cần kiệm chí thú làm ăn, chẳng bao lâu nàng trở nên giàu có, nổi tiếng trong trấn. Phương thiếu thời, Phương thiếu thời, thân sư hữu, thân sư hữu, tập lễ nghi, tập lễ nghi, thiếu ư thân, thiếu ưu thân, sở đương chấp, sở đương chấp, dung tứ tế, dung tứ tế. Người hãy cố gắng tìm được người này cho ta. Bà chú, cho bác nước chè. Dạ dạ. Chị cho tôi hỏi, có thấy người này không? Này tôi không biết, lạ lắm. Cảm ơn. Xin ông xin bà cho tôi ít tiền. Xin bà, xin ông bố thí cho tôi ít tiền, tôi sống qua ngày. Xin ông bố thí cho tôi ít đồ ăn. Dạ ra. Ông thích ăn mày gớm ghiếc. Tao đang bực mình, đừng có làng sàng trước mặt tao nha. Hả? Lưng dài vai rộng, không chịu đi làm, ông mày không biết nhục sao? Bà chú, tính tiền. Ăn cũng ngon lành gì hết.
Năm ấy, hạn hán kéo dài, lúa khoai chết dần chết mòn trên những cánh đồng nứt nẻ. Giá gạo lên dùng dục, ngoài đường ăn xin kéo đi cả đoàn, thật là thê lương. Tôi đã xin phép quan trên để phát phần gạo này cho mọi người. Xin nhận ngay đây tấm lòng của tôi. Rồi, để con phụ mày nha. Con qua đây phụ mày. Ông này, sao lại giống như vậy? Dạ, uống dạ. Chết hả? Chú, nhưng mà hết gạo rồi, phiền chú ngày mai hãy đến. Trời đất ơi, chú đợi từ nãy tới giờ á, mà nói thiệt cái cháu hôm qua giờ á, chú chưa có ăn gì hết á, bây giờ chú đang đói bụng lắm. Con nói hết gạo vậy á thì tội cho chú lắm. Làm ơn bố thí cho chú một ít gạo đi. Cháu cũng thấy tội cho chú, nhưng mà bây giờ chú thấy không còn một hạt gạo nào hết á. Mà chú đến sớm đi, cháu sẽ đông bù cho chú. Nên lần lượt đến đây nhận. Nhưng vì hôm qua hết gạo nên người đứng cuối cùng sẽ bị thiệt thòi. Mẹ con dặn là phải phát từ dưới trở lên. Vậy người cuối cùng sẽ được nhận gạo đầu tiên. Vậy là sao? Lỗi chú, bây giờ hết gạo rồi, phiền chú ngày mai hay đến. Hết gạo là sao? Sao cứ tới chú là hết gạo vậy? Không lẽ số chú đen đuổi vậy sao? Con có biết là chú đã cố tình tới đây thật sớm để được đứng hàng đầu tiên. Vậy mà bây giờ con lại phát gạo từ dưới lên. Sao con đối xử với chú như vậy hả con? Dạ, con cũng biết. Đây là ý của mẹ con phải làm theo. Con không nhớ mặt chú hả? Chú là cái người hôm qua đứng ở hàng cuối cùng nè. Hôm qua đã không được cái hạt gạo nào hết, hôm nay cũng không được cái gì. Sao mà chú về được? Từ hôm qua giờ chú không có ăn gì hết đó. Chú đói bụng lắm. Bây giờ chú năn nỉ con á, bây giờ con vô nhà con coi có cái gì cho chú ăn lót dạ không, chứ chú đói lắm rồi. Dạ chú chờ con một chút. Mẹ ơi, con thấy tội nghiệp ông ta quá à. Mẹ đã nhìn thấy hết mọi chuyện rồi. Con cứ ra nói với ông ấy là nhà ta không còn gì để cho. Nói ông ấy muốn có gạo thì ngày mai hãy đến xếp hàng. Nhưng mẹ ơi, con cứ làm theo lời mẹ đi. Dạ.
Sao rồi con? Dạ, mẹ con bảo ngày mai chú hay đến. Bây giờ nhà con không còn cái gì để cho chú hết. À, chú nhờ con cái này được không? Con có biết là ngày mai á là nhà mình sẽ phát gạo á, từ đầu hàng hay là cuối hàng vậy con? Dạ, con cũng không biết nữa. Có lẽ anh ta đã mất kiên nhẫn và bỏ cuộc giữa chừng. Đúng là tính nào tật nấy, không thay đổi. Có phải mình đã đối xử quá hà khắc với chồng mình chăng? Nhưng thử thách này anh ta không vượt qua được thì mình cũng không tiếc làm gì. Bà con cô bác, hôm nay là ngày thứ ba gia đình con phát gạo cứu bà con qua cơn ngặt nghèo. Với số lượng gạo có hạn mà mọi người thì đến đông, bù lại hai ngày qua, hôm nay mẹ con dặn dò sẽ phát hai đầu hàng. Người xếp cuối cùng và đầu hàng sẽ được phát một lúc. Kỳ vậy? Sao cứ mỗi lần tới tôi là hết gạo vậy? Hả? Mọi người ai cũng có phần hết, tại sao tôi không có? Ông trời đây muốn treo người tôi đúng không? Ông muốn tôi chết ông mới vừa làm phải không? Tôi không cần nữa. Tôi không cần mấy người thương hại tôi đâu. Tôi chết cho mấy người coi, tôi chết cho ông trời coi nè. À! À! Ơi, chú có sao không vậy? À! Con hỏi là chú có biết làm việc gì không? Việc hả? Việc gì chú cũng làm hết á. Chú siêng năng, chú khỏe mạnh lắm. Con nói đi. Mẹ con thấy thương cho hoàn cảnh của chú nên là hỏi chú có muốn làm giúp việc nhà con không? Con cứ nói với bà chủ lớn á là việc gì chú cũng làm hết. Chỉ cần mỗi ngày á cho chú 3 bữa ăn thôi là chú sẽ làm hết. Không bê trễ, chú siêng năng lắm. Dạ, vậy chú đi nha con. Tất cả mọi người nghe đây, mỗi người sẽ được nghỉ 3 ngày Tết. Bà chủ thưởng cho mỗi người 5 quan tiền để đánh bạc cho vui. Hết thì cho thêm. Nè. Dạ, tôi không lấy đâu.
Sao không lấy tiền? Tôi không đánh bạc đâu. Không đánh bạc? Đánh bạc thôi mà. Ba ngày Tết chơi cho vui nè. Ngày xưa cũng vì cờ bạc mà tôi mới ra nông nổi như thế này. Tôi đã buộc chỉ ở cổ tay và thề rằng là suốt cuộc đời này tôi sẽ không đụng vào nó nữa. Cũng vì cờ bạc mà vợ tôi mới bỏ tôi đi. Tôi chỉ sợ từ đây tới lúc tôi chết đi, tôi không gặp được nàng để nói những lời xin lỗi với nàng, tôi sẽ ân hận lắm. Tôi nghe anh nói thì thấy thương tình. Anh cứ cầm 5 quan tiền này đi tìm vợ đi. Nếu chưa tìm được tôi sẽ cho thêm. Dạ. Dạ đa tạ bà chủ. Đa tạ bà chủ. Anh kia, có tìm được vợ hay không mà mặt mày buồn so vậy? Tôi đã đi tìm nhiều nơi nhưng mà không gặp. Thôi, anh vô phụ dọn mâm cơm lên nhà trên đi. Bữa nay á là ngày cúng giỗ của cha chồng bà chủ á. Mâm cơm tôi đã chuẩn bị xong rồi. Tôi để trên bàn nha bà chủ. Hôm nay là ngày giỗ của cha. Con có làm mâm cơm mời cha về ăn. Cha có linh thiêng thì về chứng kiến cảnh vợ chồng con sum họp nghe cha. Cụ ông Trần Lai sinh năm Ất Dậu. Sao tên của ông này? Đó là bài văn tế để đọc trong ngày giỗ của cha chồng tôi. Cha chồng của bà chủ à? Đây là tên cha của tôi mà. Mình không nhận ra người vợ của mình sao? Mình tại sao mình lại bỏ chạy? Chẳng phải mình đã tìm kiếm bấy lâu nay để nói lời xin lỗi sao? Em đã nhận ra mình. Em đã dùng đủ mọi cách để thử mình. Em biết mình đã bỏ tất cả những thói hư tật xấu để tu chí làm ăn. Cho nên đúng ngày giỗ cha, em mới cho mình biết. Cha, cha về chứng kiến cảnh vợ chồng con đoàn tụ sum họp nghe cha. Xin cha tha tội bất hiếu cho con. Mình ơi, mình tha lỗi cho anh nha mình. Mình đứng dậy đi. Hai con à? Dạ. Đây là hai đứa trẻ mồ côi. Nhân viên đưa lên gặp tụi nó để nhận làm con nuôi. Chào cha đi hai đứa. Cha. Yeah.